Minh được tử vi mến chào các bạn Chúc các bạn ngày mới bình an vui vẻ vạn sự cát tường sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2022 và theo âm lịch hôm nay là ngày 15 tháng chạm năm Tân Sửu ngày này là ngày canh ngọ tháng Tân Sửu năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỵ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ màu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ tân tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trần, giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ đinh hỏi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành ngũ hành niên mệnh lọ bàn thổ ngày canh ngọ tức chi khắc can nghĩa là họa khắc với kim và ngày hôm nay là ngày hùng Về nạp âm lọ bàn thổ kỵ tuổi giáp tý bính tý ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi bính ngọ nhâm tuất thuộc hành thủy không sợ thổ ngày ngọ lục hợp với mùi tam hợp với dần và tuất thành họa cục xung với tí hình ngọa hình dầu hại xỉu, phá mão và tuyệt hời. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi nhâm tý, bính tý, giáp thân, giáp dần, tuổi xung trong tháng, tuổi quý mùi, đinh mùi, ất dậu, ất mão. Vài các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức, tốt mọi việc, sao nguyệt đức, tốt mọi việc sao minh tinh tốt mọi việc sao kính tâm tốt đối với an táng sao giải thần đại cát tốt đối với việc tế tự tố tụng giải oan trừ được các sao xấu sao xấu trong ngày gồm có sao hoang vu xấu mọi việc sao nguyệt hỏa xấu đối với sửa sang nhà cửa độ mái xe bếp sao độc hỏa xấu đối với sửa sang nhà cửa độ mái xe bếp về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây bắc tài thần hướng Tây Nam và sau đây mời các bạn đoán xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2022 mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết đầu tiên mời các bạn đoán xem từ vi tuổi tí thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2022 Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọa mạo dậu. Cái điều này cho thấy môi trường làm việc sẽ ảnh hưởng tới vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Tý là nên tập trung vào những mục tiêu của mình. Dường như bạn đang theo dõi quá nhiều người và có thể nóng giận vì ai đó làm trái ý của mình trong ngày hôm nay nhé. Và với bạn tuổi tí trong ngày này, bạn lại đang có được nhiều tín hiệu tích cực về mặt tiền bạc. Với bạn tuổi tí đang có được ngày có chính tài xôi đường dẫn lối. Đây cũng là thời điểm mà tài chính đóng góp một vai trò trọng tâm với bạn. Bạn đừng quá cố chấp đến mức không chịu lắng nghe lời khuyên từ người có thể giúp cho bạn để cải thiện về tình hình tài chính được nhé. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi tí lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc cái điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy đang gặp phải những rắc rối cho dù hai bạn đã lên kế hoạch đi chơi vào tối hôm nay cũng đã bị hủy bộ dựa chừng với bạn tuổi tí đang có xu hướng, giận dỗi, hờn ghiêng trong ngày hôm nay nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi tí trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi giáp tí thuộc mệnh kim có đủ tài lực để thực hiện các dự án mà bạn đã ấp ủ bấy lâu, hãy tự tin lên. Từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, hãy quyết tâm thực hiện tham vọng, đam mê của mình. Từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa, có nhiều mối làm ăn tiềm năng, hứa hẹn sẽ thu được lợi trong tương lai. Từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ, lời nói của bạn sẽ có thể chống lại bạn nữa. Từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc, hãy đầu tư vào trí tuệ của bản thân mình trước hết cái đã nhé. Vài đánh giá của ban tuổi tí trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 25, số 96, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu điên, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi ngọ. từ vi tuổi Sửu thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi xỉu, cho chúng ta thấy là với bà tuổi xỉu đang gặp ngày có ngũ hành xỉu ngọa tương hại làm cho bạn đang có điểm báo trong ngày hôm nay rất có thể sẽ có xung đột xuất hiện khiến cho bạn cảm thấy khó mà thích ứng được sự thay đổi trong môi trường sẽ tạo ra sự thay đổi tầm nhìn của bạn vì thế, đây là lúc để cho bạn thay đổi tầm nhìn của mình và có một hướng đi mới mẻ hơn cho đời sống của chính mình bạn tuổi Sửu nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, cái điều này khiến cho bạn trở nên cố chấp hơn, dễ nghi ngờ lòng tốt của người khác hơn và lúc này với bạn tuổi Sửu nên cẩn trọng hơn với những đồ đạc của mình, kéo lệ bị trộm cắp và bạn cũng nên ưu tin dùng thẻ tín dụng sẽ tốt hơn là tiền mặt trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu về phương diện tình cảm của bạn đang có điểm báo không được tốt cho lắm khi mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang dần trở nên lạnh nhạt hơn và nếu như với bạn đang có những khúc mắc không được tháo gỡ thì đôi bên sẽ chẳng trở nào trở lại được như xưa. Bạn tuổi Sửu hãy thẳng thắn hơn khi trò chuyện trao đổi với người ấy nhé vài câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, mối quan hệ về tình cảm rạn vỡ do thiếu đi sự quan tâm. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, khi bạn không quyết tâm thì vận trình của bạn sẽ gặp trục trặc khó bề được in ổn tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa tình cảm nhạt phai do không chịu được sức ép của thời gian tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ làm gì cũng cần phải hết sức thận trọng đánh tranh cãi xảy ra từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc bạn đang đặt niềm tin sai người nữa rồi cần phải cẩn trọng hơn vài đánh giá của bà tuổi sửu trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 11 số 53 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu tím màu hồng quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi thân Từ vi tuổi dần thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần trong ngày này đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày dễ gặp được nhân duyên như ý của đời mình khi đi chơi với nhóm bạn bè hay là được người thân giới thiệu cho mai mối bởi vì bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp dần ngoạ tốt phù trợ với bạn tuổi dần trong ngày này cũng cần phải mở rộng lòng mình hơn để cho cả hai có được cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu nhau. Những cặp đôi trong ngày này cũng càng ngày càng cảm thấy thấu hiểu có nhiều điểm chung giữa hai người nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dần, lại đang gặp ngày có thiên quan án ngữ. Cái điều này sẽ làm cho cuộc sống của bạn có chút ít xáo trộn. Thế nhưng, với bạn tuổi dần cũng cần nhớ rằng, ngay cả trong sự hỗn loạn thì bạn vẫn có thể tìm kiếm được sự thoải mái, nhẹ nhõm hơn cho tinh thần của mình ngày hôm nay. Và mọi thứ càng trở nên thay đổi với bạn tuổi dần, càng có được cơ hội để có thể làm mới bản thân mình. Nhưng bạn cũng đừng vì thế mà đưa mình vào guồng quay hỗn loạn bạn tuổi dần nhé trong vận trình ngày canh ngọ này với bạn bị dần ngày này bạn lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh cái điều này rất tốt cho việc bạn ngồi lại để lập ra kế hoạch cho năm mới lúc này với bạn có được tầm nhìn xa hơn để biết mình nên làm gì và không nên làm gì để có một năm mới 2022 đạt được nhiều thành quả hơn thành công rực rỡ hơn nhé vài câu quyết cho bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy tham vọng nuôi dưỡng ý chí để cố gắng đạt được thành công tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa cứ nỗ lực rồi bạn sẽ tìm thấy được lối đi đúng đắn cho tương lai của mình tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ chớ nên lười biếng làm vợ mất cơ hội của mình tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc dễ vướng phải họa tiểu nhân tránh xa nguồn năng lượng tiêu cực tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim tình cảm được bền bền chặt, đôi lứa hạnh phúc nhờ có được sự thấu hiểu lẫn nhau. Và đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 98, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi Sửu Từ vi tuổi Mão thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Mão cho chúng ta thấy là bà tuổi Mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọa mạo dậu cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo sẽ có một số đối tượng nào đó làm phiền bạn trong ngày hôm nay và làm cho bạn phải mất nhiều thời gian hơn để giải quyết và ngày này với bà tuổi mão á, nhiều việc bạn đã dự định tiến hành trong ngày hôm nay nhưng đành phải để lại thời gian khác. Và nếu có thể trong ngày này với bà tuổi mão nên sắp xếp công việc, ưu tiên cho việc nghỉ ngơi sẽ tốt hơn cho bạn nhé. Và trong vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi mão lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh hỗ trợ cho bạn cho nên, thứ mà bạn tưởng là vấn đề gặp rắc rối phải đối mặt trong ngày hôm nay hóa ra lại không căng thẳng như bạn vẫn nghĩ. Nhờ thế mà với ba tuổi mão bước vào tuần mới với tinh thần thư giãn hơn rất nhiều. Thông qua đó, bạn biết cách để giải quyết một số vấn đề hiệu quả hơn và khéo léo hơn. Và ngày thứ hai này với ban tuổi mão lại đang gặp ngày có họa thủy xung khắc. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo chuyện tình cảm của bạn xảy ra nhiều xáo trộn khó in, đó được xem là thử thách cần thiết trong mối quan hệ của hai người ở thời điểm này. và nếu còn yêu thì hai người sẽ bền chặt hơn và nếu không thì đây là lúc để cho bạn nên xem xét và dừng lại nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi mão trong ngày thứ hai này tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy có thay đổi bất ngờ nhưng theo chiều hướng xấu tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa các cặp đôi nên tìm cơ hội để hâm nóng tình cảm của mình tử vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ chú ý quản lý về tài sản chặt chẽ kẻo lại bị thất thoát về tiền bạc tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc khó khăn nhưng không lùi bước càng thêm quyết tâm để chinh phục những điều mình muốn. Từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, con đường tình duyên của những bạn đang còn độc thân được hanh thông, rộng mở hơn. Và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 64, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu hồng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi dần. Tử vi tuổi thìn, thứ hai, ngày 17 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh, cái điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay không được như ý muốn. khi với bạn tuổi thìn đang bị ngăn trở, khó có thể chạm tay thấy hạnh phúc, và với bà tuổi thìn, vậy thì thay cho việc lo lắng vớ vẩn, bạn hãy cứ buông xuôi mình theo dòng chảy và tận hưởng mọi thứ đang diễn ra như nó vốn quốc của, của nó. Bạn đừng có lo âu hay là nghĩ ngợi về điều gì có, bởi vì như thế cũng chẳng có lợi ích gì cho bạn trong thời điểm này đâu nhé và trong vận trình ngày thứ hai này với bạn thủ thìn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cũng cho thấy đây là cơ hội để cho bạn thủ thìn và một nửa của mình gia tăng sự gắn kết với bạn thủ thìn luôn có được sự động viên cổ vũ kịp thời từ nửa kia của mình trong những thời khắc khó khăn nhất và bạn cũng vô cùng cảm kích vì điều đó và càng thêm trân trọng tình yêu của cả hai người dành cho nhau hơn và xem tử vi cùng cho thấy hôm nay là ngày 15 tháng chạp năm tân sửu theo hải thượng là ông ngày này nhân thần ở trong miệng khắp thân mình và túc dương minh vị kinh vì vậy với bà tuổi thìn nên tránh mọi sự tổn thương va chạm mộ xỉ ắc, châm chích ở các vị trí này về câu quýt cho bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa có thể sẽ đạt được mục tiêu nếu như bạn biết phát triển thế mạnh của bản thân mình tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ đối với những bạn đang còn độc thân có cơ hội làm quen gặp gỡ với nhiều đối tượng khác giới tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc có quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp phát triển được ổn định. Từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim nên tính toán thật kỹ, tính chủ quan, gây hao hụt về tiền bạc. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy có thể sẽ được đề bạt, cất nhắc lên vị trí xứng đáng với năng lực của mình hơn. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 17, số 58, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi mùi. Từ vi tuổi tỵ thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà thủ tỵ cho chúng ta thấy là bà thủ tỵ đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho vận tình của bạn trong ngày hôm nay trở nên tốt đẹp hơn. Với bà thủ tỵ, bạn rất mong muốn có thêm được những người bạn mới kết nối với những người hàng số mới. Vậy thì trong ngày hôm nay, bạn đang có được nguồn năng lượng tích cực là lúc bạn hoàn toàn phù hợp để có thể chủ động tăng cường mối quan hệ xã giao với mọi người bạn bè nhé. Và trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, cái điều này đưa tới cho bạn đang có được những sự sáng tạo mới mẻ. Việc biến ý tưởng thành hành động thực tế đóng vai trò quan trọng cho bạn trong ngày hôm nay. Và khi với bà tuổi Tỵ có thể tính toán, sắp đặt được các kế hoạch thực tiễn dựa trên những ý tưởng hay nảy sinh ở trong đầu của bạn thì chắc hẳn bạn sẽ có được một ngày làm việc rất hiệu quả nữa nhé. Ngày này, xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 15 tháng chạp năm tân Sửu Ngày này, theo hải thượng là ông, nhân thần nằm ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Vì vậy với ba tuổi tỵ nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉ ác, chăm chích ở các vị trí này. Trong ngày này, nếu như bạn tuổi tỵ có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mạnh nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây bắc và tài thần hướng tây nam đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn thuận lợi hơn vài câu quyết cho bạn tuổi tỵ trong ngày thứ hai này tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa cẩn thận kéo lại vướng phải họa do vạ từ miệng mà ra gậy ông đập lưng ông tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ giải quyết được vấn đề tồn động bằng sự linh hoạt của mình tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc bạn nhận ra được một số sự thật về một người nào đó từ vi tuổi tân tị thuộc mệnh kim được nhiều người nhiệt tình giúp đỡ cho bạn phải biết cảm ơn nữa nhé từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy không chịu được những lời phê phán của người khác vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ hai này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 10 số 81 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường, màu nâu, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi hợi. Từ vi tuổi ngọ thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tử ngọ, cho chúng ta thấy là bạn tử ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, ngọ ngọ tự hình. Cái điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay diễn ra không được như ý muốn. Khi với bạn tử ngọ, tâm trạng của bạn không được tốt. Cái điều này là vì với bạn đang có góc nhìn tiêu cực với mọi vấn đề xảy ra trong ngày. Và bạn tử ngọ trong ngày này... Bạn nên có không gian riêng để tĩnh tâm trở lại, đừng nghe theo lời của người khác bàn ra tán vào rồi suy diễn mọi việc theo chiều hướng tồi tệ hơn nhé. Và trong ngày thứ hai đầu tuần này với bà tuổi ngọ lại đang gặp ngày có họa khí vượng. Cái điều này cũng cho thấy tốt hơn hết là bạn mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi, tịnh dưỡng và ngày này có thể đọc sách để cho tâm hồn của bạn nên rộng mở hơn. Biết đâu bạn có thêm được những ý tưởng hay ho từ đó thì sao? Và may mắn là trong vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tạo ra được sự cân bằng hấp dẫn trong đời sống với bạn tử ngọa có thể thẳng thắn trực tiếp ngay thời điểm này mà không tỏa ra thái quá và đây chính là những vũ khí tuyệt vời để cho bạn đạt được những mục tiêu những điều mà bạn muốn nhé về câu quýt cho bà tuổi ngọ trong ngày thứ hai này từ vi tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim nhận được thành quả xứng đáng từ công sức mà mình đã bỏ ra từ vi tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy tài chính khó khăn vì những khoản chi tiêu bất ngờ phát sinh từ vi tử vi tuổi mậu ngọa thuộc mệnh hỏa nên lắng nghe những lời nhận xét thẳng thắn tuy khó nghe nhưng rất có ích cho bạn. Từ vi tuổi canh ngọa thuộc mệnh thổ, bạn sẽ đi sai hướng nếu chỉ thích nghe theo lời xúi nịnh của người khác. Từ vi tuổi nhâm ngọa thuộc mệnh mộc sẽ đưa ra những quyết định nóng vội vì bản tính hiếu thắng của mình. Và đánh giá của bạn tử ngọa trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 90, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tốt. Từ vi tuổi mùi thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là với bà tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày cố ngũ hành ngọa mùi hợp nhật nguyệt cái điều này cho thấy đây là khoảng thời gian mà bạn tuổi mùi nên bắt tay vào thực hiện các công việc cá nhân quan trọng hoặc là các kế hoạch về chuyên môn ngay lập tức để sau đó bạn có thể thư giãn và có một khoảng thời gian vui vẻ thoải mái bên những người thân yêu của mình về cuối ngày nhé Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi mùi lại đang gặp này có kiếp tài chiếu mệnh, cái điều này sẽ đẩy bạn vào tình huống khó khăn. Với bạn tuổi mùi sẽ phải bị thử thách để kiểm tra tính cách nội loạn của mình khi bạn đứng trước dựa ngã ba đường. Sự lựa chọn hoàn toàn là của bạn chứ không phải là của ai khác. Bạn hãy tự hội bản thân mình tại sao cái này lại hấp dẫn, cái kia lại không được hấp dẫn và điều này xảy ra nếu như bạn không lựa chọn một cách khôn ngoan nhất nhé. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi mùi lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cái điều này sẽ giúp cho bạn mệnh có được cơ hội để cải thiện về tình hình tài chính của mình. Khi trong ngày này với bạn tuổi mùi có thể hùn hạp cùng với bạn bè để kinh doanh, buôn bán với ai đó xem sao với bạn đang có vận may để cải thiện về tình hình tài chính của mình theo chiều hướng tích cực hơn đó nhá Về câu quyết cho bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim liên tục gặp trục trặc vì tiểu nhân ngấm ngầm hàm hại. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, cơ hội làm ăn sáng sủa, tiền bạc bội thu. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, có nhiều động lực để cho bạn phấn đấu hơn trong công việc. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, tài lộc lên như diều gặp gió, giải quyết được nhiều vấn đề trước đó. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, gặp họa vì nói lời mà không suy nghĩ. Vai đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp bốn sao, tài lộc. 5 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn số 20, số 48, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường, màu đỏ, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Thân, thứ hai, ngày 17 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên êm đẹp hơn với bạn tuổi thân bạn khát khao cháy bỏng là chiến thắng trong mọi lĩnh vực kể cả là đời sống tình cảm lẫn lĩnh vực về tài chính với bạn tuổi thân bạn mong muốn thậm chí có thể vượt lên những người khác vươn lên vị trí dẫn đầu nữa nhưng trong ngày này với bạn tuổi thân, làm thế nào để có thể khẳng định được chiến thắng của mình? Bạn đừng quên rằng tự cân bằng là chìa khóa để vươn lên vị trí dẫn đầu trong giai đoạn này với mình nhé. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có họa kim xung khắc. Cái điều này nhắc nhở bạn mệnh nên cẩn trọng hơn tới những vấn đề liên quan tới tiền bạc tài sản của mình. Khi đi chơi xa, bạn mệnh cần phải lưu ý không nên mang theo bên mình số tiền lớn hoặc những đồ vật có giá trị kẻo lại bị kẻ gian nhòm ngó, tức đoạt về tài sản. Và khi đi chơi, bạn cũng nên phải chú ý đưa ít đồ, ưu tin những đồ đơn giản kẻo lại bị quên đồ chỉ vì sự đả trí của mình nữa nhé xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 15 tháng chạp năm Tân Sửu ngày này kiêu Hải thượng là ông nhân thần ở trong miệng khắp thân mình và túc dương minh vị kinh vì vậy với bà tuổi thân nên tránh mọi sự tổn thương va chạm mộ xỉa châm chích ở các vị trí này còn đối với những gia đình có thai phụ không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi về câu quyết của bản tự thân trong ngày thứ hai này. Từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy vận đào hoa nở rộ tình cảm vợ chồng được thắm thít tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa bị nhắc nhở nhiều vì hai để xảy ra sai sót tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ tình duyên ngọt ngào tình cảm được êm đềm tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc đau đầu vì chuyện tình cảm đang rối ren tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim hạnh phúc vì những lúc khó khăn luôn có nửa kia ở bên cạnh Vậy đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 95, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi Dậu thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn trong ngày hôm nay đang có điểm báo gặp nhiều rắc rối khó lường. Và với bạn tuổi Dậu hãy cố gắng để tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh mình hoặc là cho mình được bước lùi lại để xem xét mọi việc ở một bức tranh tổng thể hơn và trước khi quyết định của riêng mình với bạn tuổi Dậu đừng có vội vàng hấp tấp trước mọi quyết định của mình trong ngày hôm nay nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có hỏa kim xung khắc, cái điều này cũng cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn với những người xung quanh mình, bao gồm cả với một nửa của mình cũng không được tốt cho lắm. Một việc nhỏ cũng dễ bị hiểu lầm và nếu như bản mệnh tuổi dậu là người hay suy diễn thì tình hình lại càng trở nên tồi tệ hơn với bạn nhé. Ngày này, xem tử vi cho thấy hôm nay với bạn tuổi dậu nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bản mệnh nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Bắc và tài thần, hướng Tây Nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn, hạn chế những rắc rối xảy ra với mình về câu quýt đối với bạn tuổi dậu trong ngày thứ hai này tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy có cơ hội kiếm tiền phát tài thu nhập khả quan nhờ vào sự nhanh nhạy của mình tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa tài chính được vững vàng thu nhập được ổn định tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ có được cơ hội phát triển công việc ở lĩnh vực mới hoặc là mở rộng quy mô về sự nghiệp tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc đạt được thành tích nổi bật bằng chính năng lực của bản thân. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim xảy ra sự tranh cãi với nửa kia bởi những lời trách móc về chuyện cũ. Về đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 69, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi. từ vi tuổi Tuất thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tuất phù trợ, cái điều này sẽ giúp tuận vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày hôm nay trở nên tốt đẹp hơn. Với bạn tuổi tuất đang có được báo hiệu, Cái chuyện tình cảm của bạn đối với những bạn đang còn độc thân nên thử ngoại lời với người mà bạn thầm thương trộm nhớ xiêm sao và ngày này cơ hội thành công với bạn là rất cao nhé. Với bạn tuổi tuất đừng vì thấy người ta ngại ngùng mà lưỡng lự, chỉ cần bạn chủ động thì mọi việc sẽ theo chiều hướng tốt đẹp lên mà thôi và xem tử vi ngày thứ hai này cũng cho thấy với bà tuổi Tuất đang chịu ảnh hưởng của tỷ kim chiếu mệnh. cái điều này dường như tốc độ của bạn tuổi Tuất trong ngày hôm nay sẽ bị chậm lại một cách đáng kể và với bạn tuổi Tuất có thể cảm thấy buồn chán rất nhiều nhưng với bạn hãy sử dụng khoảng thời gian này để tĩnh lặng và để suy nghĩ về những điều quan trọng trong cuộc sống và đây cũng là cách để cho bạn quản lý về thời gian hiệu quả và tốt hơn nữa bạn tuổi Tuất nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Các điều này cũng cho thấy với bạn đang được giúp đỡ để cải thiện về tình hình tài chính hiện tại. Thế nhưng, chính bạn cũng phải nhận ra đâu là cơ hội, đâu là những lời dụ rõ ngôn ngọt. Với những người hay rủ rê về đầu tư có lãi suất cao bất thường thì bạn nên cẩn trọng bạn tuổi Tuất nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, từ vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa Tốt nhất là bạn nên nhận nhịn để đợi thời điểm khác thích hợp hơn với mình. Từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, bạn đang để cho cảm xúc chi phối hành động, rất dễ gây ra mâu thuẫn. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, tài vận được rộng rĩnh, có nhiều cơ hội tốt cho việc kiếm tiền. Từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, chăm chỉ hơn để cải thiện cho sự nghiệp tương lai. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, bạn bỏ nhiều công sức, cố gắng nhưng thành công không được như ý muốn. Vậy đánh giá của bà tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 11, số 74, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi giàu. từ vi tuổi hợi thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Hỏi cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi trong ngày này đang có được báo hiệu nhờ có phúc lộc dồi dào do thiên tài đưa tới cho nên với bà tuổi hợi đang có được một ngày làm ăn rất phát đạt vận trình tài lộc được hanh thông và trong ngày này nhiều người nắm bắt được cơ hội về đầu tư hứa hẹn sẽ thu về lợi nhuận đáng kể cho tương lai của mình trong ngày này một số người trong mệnh có được cát tinh trợ vận cái điều này sẽ giúp cho bạn có được cơ may bất ngờ như thế là trúng số trúng thưởng khi tham gia các trò chơi may rủi nữa nhá tuy nhiên trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn lại không được tốt cho lắm. Với bạn tuổi hỏi đang thiếu khả năng tập trung cho nên không muốn quan tâm tới bất cứ việc gì, đây cũng có thể là tác nhân khiến cho bạn rất dễ gây ra sự cố liên quan tới vấn đề về tiền bạc nữa. Xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 15 tháng chạp năm tân Sửu ngày này thiêu hại thượng là ông, nhân thần nằm ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Vì vậy với bạn tuổi hỏi nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm trích ở các vị trí này. Và ngày này với bà tuổi hỏi, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần hướng Tây Nam. Hai hướng này sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Về câu quyết cho bạn tuổi hỏi trong ngày thứ hai này, từ vi tuổi ất hỏi thuộc mệnh hỏa, những lời trách móc trở thành nút thắt trong mối quan hệ về tình cảm. Từ vi tuổi đinh hỏi thuộc mệnh thổ, ngày hôm nay thích hợp để tiến hành về đầu tư, hợp tác làm ăn. Từ vi tuổi kỷ hỏi thuộc mệnh mộc, vận trình cả ngày được bình an, hòa thuận nhờ có sự hiệu chuyển từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim có được nhiều cơ hội để thể hiện thế mạnh của bản thân từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy may mắn do chính bạn tạo nên mà thôi và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 24 số 81 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường màu điên màu tím quý nhân phù trợ tuổi Thìn tuổi Mão Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào.